Nhan sắc tiên tỷ của Hoa hậu 20 tuổi tuyên bố cưới chồng đại gia U40. Hoa hậu Gen Z sở hữu nhan sắc và tài năng tốt đến mức chồng đại gia hơn 16 tuổi mê mẩn đến quên lối về. Nhan sắc hoàn mỹ của Hoa hậu Gen Z lấy chồng đại gia Nguyễn Mai Anh sinh năm 2004, quê Nghệ An. Được biết đến nhiều sau khi chiến thắng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam thời đại 2022 ở tuổi 18 với chiều cao 1,67m, nặng 45kg và số đo hình thể lý tưởng 86-60-92cm. Cô đã dễ dàng chiếm được tình cảm của khán giả ngay từ khi tham gia cuộc thi. Trước đó, Mai Anh cũng từng đạt danh hiệu Hoa khôi duyên dáng bản sắc Việt 2022. Chứng tỏ nhan sắc và phong thái của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Nhan sắc của Hoa hậu Nguyễn Mai Anh không chỉ làm khán giả mê mẩn mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Khác với xu hướng nhan sắc phổ biến hiện nay với gương mặt thon gọn, cằm V line và vẻ đẹp thiên hướng phương Tây, người đẹp gốc Nghệ An lại nổi bật với gương mặt tròn trịa, hài hòa và thanh tú, mang đậm nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt và sức hút riêng biệt cho Mai Anh. Điều này cũng giúp cô nàng trở nên độc bản giữa một rừng hương sắc Việt. Không ưa chuộng phong cách trang điểm cầu kỳ, nhưng từng đường nét trên gương mặt của Hoa hậu Mai Anh lại tỏa ra sự duyên dáng, thanh thoát. Nhờ đó, cô nàng dễ dàng tạo được thiện cảm, gần gũi trong việc chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả. Tuy nhiên, Mai Anh không chỉ có nhan sắc nổi bật, cô còn là một tài năng đa năng. Cô từng tham gia nhiều lĩnh vực như diễn thuyết, mắc ca, múa, nhảy, diễn kịch. Đặc biệt, trong năm 2023, Hoa hậu Mai Anh còn được chọn làm gương mặt đại sứ văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam, cũng như đại sứ biển Tam Thanh Tam Kỳ, Quảng Nam. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giải trí, Mai Anh còn thể hiện vốn tri thức sâu rộng khi lấn sân vào mảng kinh doanh. Chuyện tình cô sinh viên năm 2 với đại gia bạc tỷ hơn 16 tuổi, cũng chính nhờ tài năng, tri thức và nhan sắc, Hoa hậu Mai Anh đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của chủ tịch tập đoàn FG, ông Nguyễn Văn Thanh. Theo tìm hiểu, thì đây là một trong những công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam. Dù chênh lệch đến 16 tuổi, Mai Anh và chồng vẫn nhận được sự ủng hộ từ khán giả bởi tình cảm sâu đậm và đẹp đẽ của cả hai. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Mai Anh từng chia sẻ, ông xã Văn Thanh đã bí mật cầu hôn cô tại Pháp. Trước sự chân thành của chồng, cộng hưởng với sự lãng mạn của thành phố tình yêu, Mai Anh đã nhanh chóng nhận lời làm dâu hào môn. Nàng hậu còn tự hào tiết lộ, chồng là người trưởng thành, chững chạc, có tính cách ấm áp và đam mê công việc. Chuyện tình của Hoa hậu Mai Anh và doanh nhân Văn Thanh lập tức trở thành đề tài được dân tình bàn tán xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với Mai Anh vì có được tấm chồng rất hoàn hảo khi hội tụ đủ tiêu chí 3T, tiền, tài, trí. Song, trên thực tế, Mai Anh cũng không hề kém cạnh chồng, bởi cô cũng sở hữu nhiều yếu tố mà không ít cô gái ao ước như nhan sắc vượt trội, tri thức sâu rộng, tài năng đa dạng. Và Hoa hậu Mai Anh cũng là minh chứng rõ ràng cho câu nói mê tầng nào, gió tầng đó, và xóa mờ định kiến chân dài đại gia hay hoa hậu thường là bình hoa di động. Mặc dù đã lập gia đình, song Mai Anh vẫn không chọn từ bỏ con đường học vấn. Cô cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi tấm bằng sư phạm ngữ văn tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều này không chỉ thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm của nàng hậu đối với việc học tập, mà còn khẳng định rằng cô luôn đặt tri thức lên hàng đầu và không bị ảnh hưởng bởi danh vọng hay cuộc sống hôn nhân.